chào quý vị khán giả của Mel Entertainment. Buổi quay ngày hôm nay là một cái buổi quay rất là đặc biệt. Nó PR cho bộ phim, cho nên là tất cả các anh em đều có mặt rất là đông đủ. Điều nhất con quan tâm là con phải thoát khỏi cái khu ổ chuột này. Bây giờ lớn trong ngòng rồi, muốn nói gì thì nói hả? Xử không đi. Thật tàn nhẫn nha. Cái khoảng thời gian làm nghề của Tuấn nó cũng chơi 10 năm, nhưng đối với Tuấn là một đứa là cái trí nhớ của Tuấn nó kém lắm. Chỉ biết á, là Quốc Trường á, là hình như có đóng rồi. Hình như á, thôi mình coi như là chưa đóng đi. Anh Tuấn thì cũng diễn lâu lắm rồi. Diễn với ảnh trước cái phim gì á, phim Em Chưa 18 luôn á. Con Trang thì anh gặp nhiều rồi. Đóng kịch bên IDCAP, tuần nào cũng diễn 2-3 suất, cho nên không còn gì để nói nữa rồi. Văn Trang giống như người em, và mỗi một diễn viên thì đều có một cái hay riêng. Anh Tuấn thì đáng yêu, hài hước, dễ thương, diễn xuất cũng rất là giỏi, thôi nói rồi. Văn Trang thì chuyên nghiệp, tập trung rất là cao trong vai diễn. Hai anh em cũng diễn chung với nhau cả hai vở kịch rồi, cho nên là cũng khá là thân quen. Riêng với phim này thì anh Kiều Minh Tuấn và anh Quốc Trường, đối với các khán giả thì thấy hai anh chàng này rất là đẹp trai đồ các kiểu vậy đó. Nhưng mà mình thì mình thấy chắc cũng quen quá cho nên thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà Kiều Minh Tuấn thì từ khi mà hai anh em mới vừa vào Sài Gòn lập nghiệp học trường sân khấu điện ảnh là hai anh em đã học chung với nhau rồi, coi như là huynh muội rồi. Chứ tao thấy mày lép dế lắm á nha. Vân Trang thì với Tuấn là đã đóng ở trong trường nhưng mà hình như chưa có đóng ở ngoài. Hình như đây là lần đầu tiên Trang với anh Tuấn đóng chung một cái phim. Cái cảnh mà diễn trong cái ngôi nhà nhỏ hẹp là hai vợ chồng cũng khá là lãng mạn với nhau. Nhưng mà thật ra là hai anh em từ đó giờ học chung với nhau là toàn là giỡn hớt với nhau không thôi. Cho nên là nhìn cái mặt nhau mà cái kiểu diễn lãng mạn á, nó trớt quớt mà nhìn nó mắc cười kinh khủng khiếp. Cũng đã phải ráng cố gắng lắm mới có thể hoàn thành được cái phân đoạn đó. Lâu rồi Tuấn không có đóng chung với Trang hay là không gặp với Trường thì khi mà làm việc lại thì Tuấn thấy hai bạn này khá là có chiều sâu trong cái việc diễn xuất của mình và mình thấy rất là ngưỡng mộ, đáng để mình học hỏi. Nhất là Trường á, Trường mà sau cái phim gì với lại ca sĩ Bảy Ngọt Ngào á, thì thấy Trường cái đô diễn của Trường tăng lên rất là nhiều á,